giờ hôm trước Tết á là cái nhà bếp chật chội quá rồi, có đi hỏi thăm á, ước lâu lắm rồi. Nhưng mà ta nói giá cao á, khoảng 20 mấy triệu, kia không có tiền. À, thôi tính bỏ luôn, không có làm. Xong rồi hên với báo tiếp thị có mở chương trình á, rồi cái mới tham gia thử, không biết là có trúng không. Hôm bữa nói trúng, báo trúng mừng quá chừng. Đây là nước rửa John Rock. Thì cái này chị có thể rửa trên bất kỳ bề mặt nào hết. Thì chị thấy chỗ này dơ, chị có thể xịt một lớp mỏng lên chỗ đó. Và để khoảng 30 giây. Và chị lau sơ qua cái bề mặt của mình. Đại diện Phước Thị gia đình, em xin chúc mừng anh chị là gia đình đầu tiên được chọn trong chương trình Gian Bếp Ước Mơ. Tiếp thị gia đình rất cảm ơn nhãn hàng Zorup đã đồng hành cùng tiếp thị gia đình, mang đến cho những gia đình Việt Nam những cái chương trình hay và hữu ích.